lạ lùng hai cây vông cổ thụ nằm giữa ngã tư đường, không ai dám chặt phá. Hai cây vông cổ thụ gần 100 năm tuổi nằm giữa ngã tư đường ở thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được người dân xem như báu vật, nhiều lần tu sửa đường nhưng không ai dám di chuyển cây đi nơi khác. Cây xanh cổ thụ này nằm giữa ngã tư đường Ngô Quyền giao với đường Nguyễn Công Trứ, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người dân địa phương cho biết đây là cây vông, có tuổi đời gần 100 năm. Cây cao khoảng 25 mét, tán cây rộng 30 mét, đường kính gốc 3 người ôm không xuể. Theo người dân địa phương, trước đây đường Ngô Quyền là đường đất, cây vông nằm ở ngã tư tỏa bóng mát, người dân thường ra đây để trò chuyện, vui đùa trong những ngày hè oi bức. Trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng đường, cây vông vẫn sừng sững giữa ngã tư. Mặc dù cây vông gây cản trở giao thông nhưng điều kỳ lạ là cây chưa từng bị di chuyển và chặt phá. Cây vông này rất linh thiêng, trong các đợt mưa bão, cành cây bị gãy nhiều nhưng chưa bao giờ có ai gặp nạn. Chúng tôi ở địa phương cũng không dám chặt phá gì đến cây vông này. Nhiều lần tu sửa đường, đơn vị thi công cũng không dám di chuyển cây, vì đây là cây rất linh thiêng, ông Phan Thế Viết, người dân phường Bắc Sơn, chia sẻ. Như chú thì lớn lên chú là hồi đang ngồi chú đi chơi thấy cây này đã to lắm rồi. Ước chừng thì cái độ tuổi của cây này tầm bao nhiêu năm chú? Ước chừng phải như chú năm nay là hơn 50 tuổi thì như cây này thì phải rơi vô tầm cỡ gần 100 năm rồi. Cây vông này tôi vào giờ ngã tư không? Không, là trước là cái đường này là đường đất mà rộng nữa kia, là đã nằm sẵn ở đấy rồi. Rồi ta làm đường ta để thế ta làm thôi, chứ không dám di chuyển. Về cái cây vông này thì đã bao giờ là những cái cành cây nó to như thế là nó đổ gãy, là gây tai nạn cho ai gì chưa bác? Không, nói chung là gãy thì cũng chưa gây tai nạn mà gãy rất là nhiều, mùa bão đó. Thì qua quá trình những cây bắn vươn ra xá đó, là cũng có gãy nhưng mà chưa gây ảnh hưởng gì cả. Cây vông này thì đụng chạm đến không? Đúng, cây này là rất là linh thiêng, không ai dám đụng chạm cả. Bao nhiêu lần mở đường mới đúng để mà bảo là chính quyền có để bỏ đi mà không ai dám bác rào để chặt. Phan Thế Viết. Phan gì ạ? Phan Thế Viết. Phan Thế Viết bắt bao nhiêu tuổi chưa? Hơn 50 tuổi. Năm mấy ạ? Chính xác. 56. 56, ở đây là phường gì bác nhỉ? Phường Bắc Sơn. Phường Bắc Sơn. Tức là cây này là giao đường Ngô Quyền với lại đường. Với lại đường gì bác nhỉ? Đường Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ. Mà. Yeah. Và người dân mình ở đây thì có bao giờ ai dám đụng chặt lên cái cây này không? Ông đâu ạ? Khi lớn lên là mình thấy cây này được. Lớn lên thì tôi ở mãi bên kia đây, cho nên tôi không ở đất, tôi cũng ở đây về nhà mua đất ở đây ở, còn ở mãi bên kia. Tương tự. Tại ngã tư đường Ngô Quyền giao với đường Nguyễn Hồng Lễ, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn cũng có một cây vông cổ thụ nằm giữa ngã tư đường suốt hàng chục năm qua. Người dân địa phương thường gọi đây là cây vông chú lùn. Trước đây, tại vị trí gốc cây, có một đôi vợ chồng lùn cao khoảng 1,1 mét mở một túp lều nhỏ để bán hàng tạp hóa. Vì vậy cây vông được người dân đặt tên là cây vông chú lùn. Cây vông này cao khoảng 20 mét, đường kính gốc cây khoảng 2 người ôm, tán cây rộng. Theo người dân, cây vông chú lùn này có tuổi đời khoảng 60 đến 70 năm. Mặc dù cây nằm giữa ngã tư nhưng không ai dám di chuyển hay chặt phá. Người dân thường giảm tốc độ, quan sát kỹ trước khi qua vòng xuyến này. Tuy nhiên, do gốc cây ở giữa ngã tư, một số người đã thiếu ý thức dán các thông tin quảng cáo, dịch vụ lên thân cây khiến người dân địa phương rất bức xúc. Những ngày rằm, mùng 1 hoặc lễ Tết, người dân địa phương thường ra gốc cây vông này để thắp hương, thành tâm khấn vái. Theo ông Lê Huy Hưng, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Sầm Sơn, theo định kỳ, cơ quan chức năng vẫn thường xuyên cắt, tỉa cành đối với cây xanh tại các tuyến đường trên địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông,
mỹ quan đô thị, đặc biệt là trước mùa mưa bão. Về hai cây vông án ngữ giữa ngã tư suốt nhiều năm qua nhưng chưa từng có cơ quan chức năng di chuyển hay chặt bỏ. Ông Hưng cho biết, đây là hai cây cổ thụ vốn rất linh thiêng ở địa phương và gắn bó với người dân lâu năm nên không ai chặt hạ. Hai cây vông có tuổi đời khoảng 100 năm, chưa bao giờ có ý tưởng sẽ chặt hạ hai cây vông, lý do một phần cũng liên quan đến vấn đề tâm linh. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền đến người dân cần chú ý quan sát khi lưu thông qua đây để đảm bảo an toàn, ông Hưng cho biết thêm.